Tại huyện Kỳ Anh, đoàn đã trao tặng 100 triệu đồng cho đại diện ban tổ chức tiếp nhận quà ủng hộ đồng bào bị thiệt hại trong bão số 10 vừa qua. Tiếp đó, đoàn đã trực tiếp đến xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh trao 190 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho bà con nhân dân bị thiệt hại nặng, chia sẻ khó khăn với bà con vùng bị bão lũ. Đoàn những người làm báo thành phố Hồ Chí Minh đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con cố gắng vượt qua mọi khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống qua cái bản tin thời sự của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hàng đêm từ khi cái cơn bão số 10 đổ bộ vào các tỉnh Bắc miền Trung thì chúng tôi muốn gửi tới tận tay bà con những cái phần quà của mình với cái tấm lòng để giúp bà con là có một cái viên gạch có một bao xi măng có một cái tấm tôn để sửa lại những cái gì do bão số 10 đã gửi. Theo báo cáo của Ban phòng chống lục bão huyện Kỳ Anh, cơn bão số 10 vừa qua đã làm bị thương 12 người, tốt máy hơn 21.000 căn nhà, 77 trường học, 24 trạm y tế, nhiều hồ đập, công trình giao thông, cột điện, rau màu, thủy sản của bà con nhân dân cũng đã bị hư hỏng nặng. Con số thiệt hại ước tính ban đầu lên đến gần 400 triệu đồng.